Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt em đây một ca máy rất là điển hình về chiếc iPhone 11 Pro Max ha. Chiếc máy này của bạn trai này gửi máy lên cho Thịnh, và trước khi gửi thì bạn có một cung cấp một số thông tin, sau máy nó bị tình trạng là không có dịch vụ, có nghĩa là máy mất sóng ha. Và bạn có mang ra một cái cơ sở sửa chữa khu vực sinh sống của mình thì họ báo rằng cái lỗi này thì không nên sửa, bởi vì sửa xong xài nó cũng không ổn định, đâu đó nó sẽ bị lại liền. Đó làm cho bạn có một cái hoang mang, và bạn trước khi liên lạc với mình bạn cũng nói rõ cái hoang mang đó, và qua cái kinh nghiệm của Thịnh và qua những cái tư vấn của mình dành cho trường hợp máy của bạn, khi mình khai thác những cái thông tin về lịch sử máy, về tình trạng máy đó, thì bạn đã gửi máy lên cho mình kiểm tra sửa chữa. Và hôm nay trước mặt anh em đây là kết quả sửa chữa, anh em nhìn ha, sóng lên đầy full cây ha, sóng lên đầy full cây nhà mạng Vinaphone đó, báo sóng ok hết. Đây là cái lý do tại sao mà đơn vị sửa chữa ở gần khu vực của bạn họ nói là lỗi này sửa không được, sửa được thì xài nó cũng không ổn định, thì Thịnh sẽ chia sẻ với anh em luôn. Có nghĩa là trước giờ trong cái công tác mà sửa chữa điện thoại nói chung và iPhone nói riêng, thì liên quan tới cái vấn đề sóng á, rất nhiều anh em thợ ngán ngẩm nó, rất nhiều anh em sợ, Thịnh dùng cái từ là sợ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là phức tạp, bởi vì sóng ở đây không những là chỉ là sóng nó lên full được như vậy là ok, có trường hợp sóng nó lên nhưng nghe gọi không được, sóng nó lên nghe gọi được nhưng lại không kết nối được dữ liệu di động 3G 4G đó. Nên là anh em thợ mà không chuyên, khi mà gặp phải cái máy mà bị lỗi sóng họ rất là ngán, bởi vì liên quan tới cái sóng á, nó có rất là nhiều trường hợp có thể xảy ra đó. Và trường hợp nặng nhất về lỗi sóng là nó đi trực tiếp vào CPU luôn đó. Đó là cái làm cho anh em rất là ngán, và đôi khi anh em nghe truyền miệng nhau nha đó, rằng ở này lỗi sóng làm phức tạp lắm, có những anh em thì làm không tới nên là làm sau đó nó bị lại, hoặc làm sau đó nó lỗi này lỗi kia nó phát sinh ra tùm lum hết đó, làm cho bị ám ảnh luôn đó. Thì truyền miệng với nhau rằng lỗi sóng là không nên rớ vào được các kiểu đó đó, dẫn đến một cái giai thoại về cái việc mà sửa sóng trong iPhone là như vậy. Nhưng mà câu chuyện có phải như vậy không? Thịnh nói với anh em ở vị trí người dùng, anh em sẽ tự mình tư duy logic theo cái hướng như Thịnh nói như thế này. Có phải một cái máy ban đầu của anh em cấu thành bởi màn hình, mainboard, pin, vỏ và những linh kiện khác đó, nó hợp thành một cái máy, nó đi theo một cái trình tự logic nào đó thì nó xài hoàn toàn ổn định, sóng sánh lên full hết giống như nhà sản xuất lúc đầu. Vậy thì trong quá trình chúng ta sử dụng nó xảy ra một cái khiếm khuyết nào đó, ví dụ như do chủ quan thì anh em đánh rơi, anh em va đập máy, hay anh em vào nước máy đó, hoặc là anh em sử dụng những cái bộ sạc cáp kém chất lượng, nó ra cái dòng điện áp nó không có đúng như thông số của nhà sản xuất cần thiết cho cái máy của mình, dẫn tới áp trồi sụt liên tục và nó gây ra những cái khiếm khuyết trên mainboard, cụ thể nó có thể chạm chập hoặc là nó lỗi IC hay gì đó đó, cái những cái đường mạch, những cái đường tín hiệu nó đi nó gặp trở ngại gì đó, nó dẫn đến cái tình trạng mất sóng và thể hiện ra ở cái lỗi ở đây là không có dịch vụ khi mà chúng ta bỏ sim vào. Vậy thì nếu mà chúng ta đánh đúng bệnh và đánh đúng lỗi, có nghĩa chúng ta phục hồi tất cả nó về cái logic như ban đầu, thì chắc chắn rằng máy nó phải ổn định chứ không có gì phải bàn cãi ở đây. Chúng ta không có một cái gì mơ hồ, chúng ta chỉ không làm được điều đó trừ khi chúng ta làm không tới, hoặc là máy nó bị một cái gì đó nó quá mạnh, nó quá nặng, có nghĩa là nó ảnh hưởng tới cái nền móng. Ở đây là Thịnh muốn nói tới cái nền mặt, có nghĩa là gì? Nãy giờ Thịnh nói với anh em những cái trường hợp đó, Thịnh lấy ví dụ đây là một cái mainboard của S20 Ultra đó, Thịnh lấy ví dụ thì tất cả những gì chúng ta nói, IC, trụ điện, diode, điện trở hay những cái linh kiện điện tử đều đóng trên cái bo này ha. Và nó thỏa một cái điều kiện là những con linh kiện đó nó đóng trên một cái nền mạch là cái bảng màu xanh này đây đó, thì chúng ta chỉ bó tay trong trường hợp cái nền móng này nó lỗi thôi. Mà cái nền móng nó lỗi là chuyện rất ít khi xảy ra, nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta va đập dẫn tới men nó cong, bo nó cong hoặc nó gãy đó, nó làm gián đoạn, nó đứt gãy ngang, hoặc là nó cong, nó gãy mặt ngầm thì chúng ta mới gọi là bó tay. Còn những cái trường hợp khác là do chúng ta làm không tới ha, chúng ta chưa đưa nó về được cái trạng thái logic như ban đầu, thì chúng ta mới sợ cái việc là sửa sóng lúc được lúc không, hoặc là không dứt điểm, hoặc xài mấy bữa nó bị lại đó. Thì nãy giờ anh em thấy đó, sóng vẫn hiển thị ok, full cây ổn định, không hề có một chút xíu nào. Dĩ nhiên 3G, 4G hoàn toàn bình thường hết, nghe gọi ok hết, tất cả Thịnh đã test rồi. Khi mà Thịnh đã làm cái clip này là Thịnh chuẩn bị gửi máy về cho bạn trai đó rồi. Thì qua quá trình mình khai thác thì bạn trai này có hai cái vấn đề trong sử dụng như sau. Đó là bạn hay đánh rơi và đập máy đó, và bạn sử dụng bộ sạc cũng là sạc kém chất lượng nữa.
Đó, anh em lưu ý ngày nay khi mà chúng ta chạy đua theo những công nghệ sạc nhanh 18W, hai mấy W, thậm chí 50W đổ lên, mà anh em mua những cái bộ sạc lô nữa nha, sạc nhanh mà sạc fast nữa là nó cực kỳ hại cho máy luôn. Thậm chí một bộ sạc zin mà sạc quá mạnh nó cũng không tốt cho máy rồi, chứ đừng nói đến mà mua sạc nhanh mà còn mua nhằm sạc fast, những cái linh kiện nó kém chất lượng đó, dòng điện áp nó cấp vào rất là hỗn, đó là anh em còn gây ra những cái vấn đề tai hại cực kỳ trong quá trình sử dụng máy luôn. Rồi bây giờ nói sâu về chiếc máy này một chút, thì máy này lý do tại sao nó lỗi sóng, đây là cái sơ đồ mạch của 11 Pro Max Thịnh đã sử dụng trong quá trình Thịnh đo đạc, Thịnh dò cái đường đi của cái dòng máy lỗi sóng này. Và cái máy này Thịnh phát hiện ra có một đường cấp áp 3V 15 đó, cho cái vấn đề sóng trên cái con đường sóng đi qua nó gặp lỗi đó, nên là mình đã đánh vào đúng cái vùng đó và ngay lập tức nó lên sóng liền đó. Ở đây để chúng ta xác định được cái lỗi đó, chúng ta cần phải có cái kỹ năng đo đạc đó, kỹ năng đo đạc chuyên sâu, một số những cái thiết bị hỗ trợ như sơ đồ mạch như thế này đó. Và tiếp theo đó là cái sự chính xác trong thao tác. Anh em nhìn vào cái rừng này, anh em thấy tất cả những cái rừng này, dùng vào cái rừng anh em thấy đúng không? Đó, đây là lượng linh kiện dày đặc chằng chịt ở cái khu vực mà sóng này, của trên toàn bộ cái mainboard 11 Pro Max hai mặt đó, khi mà chẻ main ra nó là như vậy, nó đi chằng chịt hết và những đường mạch nó ăn thông với nhau, nó có logic hết. Chúng ta phải dò ra chính xác cái điểm lỗi, và khi chính xác rồi thì chúng ta phải đánh đúng vào nó và đánh đủ. Chúng ta đánh vào cái con đó mà chúng ta làm hư hại những cái con IC lân cận, anh em nhìn coi, nếu mà ở vị trí mà anh em không chuyên về cái dòng máy này, ví dụ như anh em muốn đánh vào con tụ ở đây đó, một con tụ nhỏ xíu ở đây, anh em quá trình anh em bóc con tụ ra, anh em làm xê dịch, anh em làm ảnh hưởng đến những con IC lân cận khác thì nó đã phát sinh cái lỗi khác rồi. Anh em làm không tới thì anh em cứ loay hoay hoài, nó cứ dầm dèo hoài, hết lỗi này nó đá qua lỗi khác đó, thậm chí đang sửa sóng cho người ta tự nhiên làm không chuẩn, nó bị mất nguồn mất tiêu rồi đó, anh em gọi là anh em bối rối liền. Đó, cái vấn đề lý do tại sao những người thợ ngày nay khi mà họ nghe đến những cái lỗi sóng của iPhone họ rất là ngán là như vậy, bởi vì nó phức tạp quá, và khi mà tay nghề họ chưa đến, họ không có đủ cái sự tự tin để dám tiếp nhận mà làm trên mainboard chuyên sâu như vậy. Tuy nhiên đó không phải là cái câu trả lời chính xác ha, máy vẫn có thể sửa được ổn định và bền bỉ hoàn toàn như máy zin lúc ban đầu, tiết kiệm rất là nhiều chi phí so với việc phải thay mới nguyên một cái main. Tuy nhiên chúng ta phải làm đúng, anh em phải lựa chọn những cái đơn vị sửa chữa chuyên về iPhone và gửi gắm máy đến cho họ. Anh em đừng có đưa cái người nào gần nhà cho tiện, cách vài bước chân anh em nghĩ là tiện nhưng mà thật ra lại không tiện một xíu nào, nó sẽ gây ra những cái rủi ro cực kỳ lớn. Rủi ro lớn nhất ở đây đó là việc họ không chuyên, ví dụ như bạn trai này, cái đơn vị đó họ không chuyên thì họ nói thôi cái này sửa cũng không được đâu, về cũng bị lại, thì cái thông tin họ cung cấp không chính xác đi, nhưng mà bù lại họ không có gọi là tác động cái gì làm máy nó hư hại nặng thêm. Còn một số đơn vị thì họ có cái tinh thần là em yêu khoa học trong ngoặc kép rất là cao, thì họ sẽ nhận họ làm đại luôn, họ sẽ nghĩ không làm sao mà biết đó, họ nhận họ làm đại luôn. Tuy nhiên cái mà họ nhận để làm đại lại là cái thiết bị của anh em, và anh em mà biết họ chỉ làm đại thì anh em không hề mong muốn và anh em không muốn gửi gắm máy một xíu nào cả. Thì khi họ tiến hành họ làm thử, họ làm sai cách, họ nói với anh em cái này không hết bệnh, họ trả máy về cho anh em, thì lúc đó anh em mang máy đưa qua một cái cơ sở sửa chữa chuyên về cái dòng máy này, ví dụ như bên Thịnh, thì câu chuyện nó lại khác hơn rất là nhiều nếu mà Thịnh được đảm nhận ngay từ đầu, bởi vì có thể cái mức độ lỗi nó đã trầm trọng hơn do những cái thao tác nó sai lầm rồi đó. Cái chỗ lỗi thì họ xử lý chưa tới, nhưng mà khi mà xử lý, quá trình họ xử lý họ làm phát sinh thêm một số những cái vùng lân cận khác vốn ban đầu là đang yên ắng đó, châu lành mà thành châu què ở những cái vùng khác, nó là như vậy. Anh em phải hiểu bản chất của sửa chữa ngày nay vì sao nó phức tạp, và vì sao Hình luôn nói cái vấn đề là máy zin và cái người tiếp nhận lúc đầu tiên rất quan trọng là như vậy. Anh em chỉ cần giữ máy zin nguyên bản, anh em mang máy đến những cơ sở chuyên sâu và uy tín thì họ sẽ giải quyết được cho anh em hết với kết quả rất là tốt đẹp. Nhưng mà thật trạng là rất là ít những cái nơi chuyên sâu như vậy, nên là mong rằng anh em xem được video clip này, anh em sẽ có kinh nghiệm đó. Nếu anh em cần tư vấn giải đáp bất kỳ một vấn đề gì, anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình, thông tin mình sẽ để bên dưới ha. Rồi ok, Thịnh xin dừng video clip này tại đây. iPhone 11 Pro Max lỗi không có dịch vụ hoặc là mất sóng ha, liên quan tới sim sóng đó, về phần cứng lỗi trên mainboard, cụ thể là chạm đường cấp áp đó, mình đã được xử lý thành công hoàn chỉnh, sóng full.
hoàn toàn có thể tự tin sử dụng và anh em sẽ có được cái trải nghiệm bền bỉ y chang như lúc ban đầu. Bây giờ anh sẽ gửi máy về cho bạn trai ha. Rồi cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và gửi gắm máy từ mọi miền Tổ quốc luôn. Rồi chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha. Bye bye anh em.